Kênh chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái dựa chanh tắc ở tại chợ đầu mối Hóc Môn. Thì dựa này cũng tương đối nó lớn nha quý vị. Thì đây đó là đường Xuyên Á đó quý vị, quốc lộ 22 đó. Đây là đường này là quẹo vô là đường Nguyễn Thị Sóc. Bây giờ thì cái dựa ảnh nó rất là dễ đi nha quý vị. Quý vị theo cái sự hướng dẫn của mình là đi đến cái dựa chanh tắc của anh Đen. Dựa ảnh rất là gần ở đây. Thì quý vị đó, bây giờ là mình đây là đầu đường rồi nha quý vị. Đó, ở ngoài đó là đường Xuyên Á quốc lộ 22 đó quý vị. Đây đó là đầu đường Nguyễn Thị Sóc, mình chạy vô. Là chạy vô là hai bên bà con bán hàng nông sản rất là nhiều quý vị. Rồi quý vị đi vô thì sẽ gặp ngay cái dựa chanh tắc chuyên môn bán về chanh tắc nha quý vị, rất là nhiều. Và cũng có những cái loại khác như là xả, gừng đồ anh cũng có bán đó nha quý vị. Để mình giới thiệu quý vị về là đó, cái chi tiết rất là dễ đến cái dựa của ảnh. Đây là dựa chanh tắc của ảnh. Đó, dựa chanh tắc ảnh là bên kia đường đó, vậy đó mình quẹo vô chút xíu là tới là cái dựa chanh tắc. Video này mình làm với cái mục đích là giới thiệu với bà con tiểu thương hay là cái quý vị mà mình mua về những cái bà nội trợ tiêu dùng có sử dụng mà chanh tắc thì đến ủng hộ dựa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Video này mình làm với cái mục đích là kết nối cái người tiêu dùng đến với cái dựa chanh tắc, bán với cái giá là nó hợp lý nhất ra chợ nha quý vị. Thì có cái số điện thoại của dựa thì trên cái màn hình video đó, quý vị mua bán liên hệ với lại anh chủ dựa. Anh chủ dựa này thì ảnh tên Đen nha quý vị. Thì có số điện thoại đó mấy vị liên hệ với anh. Và cũng đồng thời nữa mình làm cái video này mình gửi đến với lại là cái kênh để kết nối với cái người nông dân ở cái miền Tây của mình đó quý vị. Trồng ra cái sản phẩm là chanh tắc rồi xả thì mình cũng lên mình bán được ở dựa được nha quý vị. Thì cứ có số điện thoại ở trên màn hình video đó, quý vị cứ hỏi trực tiếp cho chủ dựa mua tới giá nào rồi mình cập nhật giá luôn để mình làm kinh tế dựa mình cho nó hiệu quả. Đây mình giờ mình đi qua mình quay cho quý vị xem. Hai chồng anh này bán rất là vui vẻ nha quý vị, bán rất là nhiều luôn, bán rất là nhiều đồ luôn. Bây giờ này là 12 giờ 50 phút rồi quý vị, gần 1 giờ sáng rồi đó. Đó mình có tại dựa anh mình quay trực tiếp đó cho gửi đến quý anh chị em cộng đồng mạng. Có mua về cái mặt hàng này thì ra ủng hộ hai vợ chồng chủ dựa này, cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn. Đây là bà chủ. Chanh không hạt này là một bọc 80.000 10 kg. Còn cái loại đẹp đó là 90.000 nha quý vị. Đây là bạn hàng đó quý vị. Đó bạn hàng á, mua về đó. Tắc á quý vị. Có sọt sọt đó là tắc không á. Tắc. Mình mua cỡ nào anh cũng bán á nha quý vị. Mua 1 kg cũng bán nữa.
Đây là tắc, tắc tắc mới lên luôn nè quý vị. Rồi anh tươi gói không? Lá còn mê man hàng. Hàng đây là anh chị bán hàng mới liên tục. Tắc tắc là nhiêu ký anh? Tắc này 18.000đ. Tắc này 18.000đ. Tắc sò quá. Là loại này là lớn hả? Lớn. Lớn là tắc sò á, lớn 18.000đ. À, ba loại tắc là hả? Còn cái này chị? Còn này 14.000đ tắc cơi. À tắc cơi. Nó dùng cái từ đó, tắc tắc này tắc cơi là 14.000đ, còn nào nhỏ nữa, còn nào loại? Chung chưa cắt ra. À vậy là tham khảo thôi chị, được rồi. À, tới ba loại giá tắc, tới ba loại. Loại lớn nhất là 18.000đ. Cái loại hàng cơi của anh chị là bán là với giá là 14.000đ nha quý vị. Có số điện thoại trên màn hình video đó, quý vị cứ hỏi trực tiếp với chủ vựa để mua hàng nha quý vị. Tại vì á là cái giá mình hỏi là nó cũng chỉ là tham khảo thôi. Tại vì cái video này nhiều khi các bạn xem 1-2 ngày sau các bạn xem đó, rồi nó cũng không có chuẩn lắm nha quý vị. Muốn mua hàng thì mình phải hỏi là nó chắc hàng. Chứ chợ đầu mối Hóc Môn thì nó lên xuống xuống nó bất thần lắm. Nhiều khi đầu hôm mà nó giá nó chỉ là tới sáng là giá nó khác nữa. Chợ đầu mối Hóc Môn nó đặc thù nó vậy. Bán rất là nhiều luôn. Với anh chị em mà ở dưới miền Tây mình á, có trồng được cái sản phẩm nông nghiệp thì cũng có liên hệ đến với lại vựa này mà mình bán nha quý vị. Họ phải mua họ mới có họ bán. Chứ chủ vựa này đâu có trồng ra mà bán cho nó. Đây có bán xả với gừng nữa. Xả này nhiêu bịch vậy chị? Xả 85.000đ, bịch 10 kg á quý vị. Nó bán rất là nhiều luôn, xả luôn. Rồi con gừng gừng này đẹp quá trời. Gừng trâu hả? Dạ. À, nghe cái tên là nó bự rồi quý vị. Trời ơi, cái củ nó già mà nó lớn lắm nha quý vị. 100.000đ một bịch gừng này nè. 10 kg, vậy là 10.000đ đồng 1 kg. Cái giá tại chợ hôm nay là nè 10.000đ đồng 1 kg. Bây giờ đi cái bắt rồi nè. Trời ơi, có bán cái món này là đặc biệt luôn nha quý vị. Ở lá chanh này nhiêu ký mà là... Lá chanh 30.000đ một ký quý vị. Này là mới thấy có chỗ này bán chứ không có thấy cái chỗ thứ hai nha, tôi cũng nhiều chỗ lắm mới thấy lá chanh 30.000đ đồng một ký. Ớt xanh này xin xanh như vậy à, xin xanh 60 đây của anh luôn phải không? Ở sim nè 65.000đ nè, trời ơi quý vị có mua ớt sim này cũng mua ở đây cũng có luôn nha quý vị. Đây nè sim. Ớt sim này là 70 nè. Còn cái loại này nó lớn hơn là mới 65.000đ. Có để giá đó quý vị. À, con này ớt sim xanh nè. Có nhiều người á lên kênh mình hỏi sim ớt sim xanh là đây nè, ớt sim xanh nè có luôn là 60.000đ một ký. Quá đẹp luôn. Ớt Ba Tri này 85 lận hả? Ớt Ba Tri 85.000đ. Dưa leo đó hôm nay bao nhiêu tiền ký chị? 130 ký, 13.000đ đồng một ký. À, anh có bán dưa leo luôn nhiêu quý vị? À, dưa leo nè. Dưa leo 13.000đ đồng một ký. Đó bán một bịch về là 130.000đ, một bịch 10 ký. Rất là nhiều luôn. Đây chị này chỉ vô dưa leo luôn. Dưa leo. Ớt. Chanh. Đó mình làm cái video là để kết nối giữa cái người nông dân trồng ra sản phẩm để liên hệ trực tiếp với bà con tiểu thương tại chợ nha quý vị, qua thông qua cái số điện thoại có trên màn hình video đó. Đây là gặp trực tiếp là ông này, ông chủ dựa đây nè. Giờ không đi giao hàng
đó, chủ dừa làm theo kiểu chủ dừa thấy cũng cực không quý vị, nửa đêm nửa hôm mới đi giao hàng vậy đó, chứ đâu phải là đơn giản mà có được công tiền đó quý vị, cũng cực khổ dữ lắm. Quý vị có tới mà mua hàng ủng hộ thì theo như đầu video mình có giới thiệu đó, thì đầu đường Nguyễn Thị Sóc quý vị quẹo vô cả chừng chưa được 50 mét nha quý vị, mé bên tay phải luôn, rất là dễ tìm đến cái dừa này để mình mua bán liên hệ với là chủ dừa nha quý vị, rất là dễ đi đó. Chanh quên nữa với quý vị, còn cái món chanh Đà Lạt nữa quý vị. Ủa chanh Đà Lạt, chanh Đà Lạt nay 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 nhiêu ký để mình quay luôn. Chanh Đà Lạt hôm nay là mở giá 13.000 đồng ký nha quý vị. Chanh Đà Lạt, chanh không hạt, chanh không hạt hôm nay giá nó xuống ha, rẻ ha, 80-90, tắt 17.000, quá sức. Rồi ghi số điện thoại đi. Chanh tắc bây giờ này làm 12:45, bạn hàng đến mua chanh tắc rất là nhiều các bạn. Cái hàng ảnh mới liên tục á, ở dưới tỉnh lên á, cái giá nó cạnh tranh á, thành ra là bạn hàng mua rất nhiều, mua về để bán á. Chanh không hạt, chanh Đà Lạt, tắc lớn, tắc nhỏ, xả gừng, anh bán rất là nhiều luôn. Ra ha, giới thiệu với quý vị khách hàng hay là quý vị cộng đồng mạng mà có đến đây mà mua về để mình sử dụng đó quý vị, thì cái hầu như là cái giá đây là cái giá đúng cái giá sỉ luôn nha quý vị. Nơi đây thu mua mình trồng ra được cái sản phẩm nông nghiệp của mình, chanh tắc là mình cứ liên hệ đến cái số điện thoại có trên màn hình video của dừa đó, thì mình bán nha quý vị để cho nó tăng cái thu nhập, tăng cái kinh tế vườn của mình. Đó, anh này anh mua đó, anh mua vậy là anh về anh bán. Cần nha quý vị. Chói quá quý vị, chói hình không đẹp. Bên kia chị đó kỹ lựa, lựa kịch liệt luôn. Nếu quý vị khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.